Khối không khí lạnh có cường độ yếu và lệch đông sẽ là hình thế thời tiết chi phối các tỉnh thành Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai. Do đó Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù với nhiệt độ phổ biến từ 14 cho đến 17 độ ở vùng đồng bằng và ven biển. Riêng vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Trưa và đầu giờ chiều trời vẫn nhiều mây với nhiệt độ ở khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Riêng khu Tây Bắc các địa phương như Mường Tè, Mường Lây của Điện Biên, Mường La, Sông Mã, Yên Châu của Sơn La ở ngưỡng trên 25 độ. Các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, đêm nay và ngày mai phổ biến có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét nhẹ, có ban ngày nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 25 độ vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào nhẹ vài nơi về đêm, nhiệt độ dao động đêm ngày là từ 18 cho đến 27 độ. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, đêm và sáng tiết trời mát mẻ, ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng 31 độ. Lui xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai, toàn vùng phổ biến không mưa. Tại vùng cao Tây Nguyên, đêm và sáng trời rét với mức nhiệt phổ biến là từ 17 cho đến 20 độ, còn các tỉnh thành Nam Bộ là từ 23 cho đến 25 độ. Ban ngày trên cả hai khu vực trời đều có nắng, nhiệt độ trưa và đầu giờ chiều ở Tây Nguyên từ 27 cho đến 30 độ, còn từ 30 cho đến 33 độ ở các tỉnh thành Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết biển, do không khí lạnh yếu nên trong đêm nay và ngày mai, hầu khắp khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các vùng biển của nước ta có gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Thời tiết trên các vùng biển phổ biến ít mưa nên tầm nhìn xa thoáng, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên các khu vực. Kết thúc bản tin dự báo thời tiết sẽ là bảng nền nhiệt độ 3 ngày tới tại một số thành phố du lịch trên cả nước. Thời tiết đêm nay và ngày mai, các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến nhiều mây, gần sáng và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ dao động từ 14 cho đến 21 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô cũng dự báo trời nhiều mây, gần sáng và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, trời rét, nhiệt độ dao động từ 14 cho đến 19 độ.